Alo, bà chú ý về đây cũng chưa nhờ Chúa chữa lành, từng nào cũng có mặt ở hội thánh. Bây giờ hiện giờ đây tôi đi ra chợ tôi mua thịt gì tôi bán, tôi đứng tôi bán được hết. Cũng cảm ơn Chúa. Bữa nay tôi có gì ở hội thánh này tôi có tiếp nhận Chúa được cái con có Chúa. Con có Chúa. Dạ. Cảm ơn Chúa. Có phải là từ năm Tết nay mà vô Chúa là có mất có mấy tháng đi. Phải sao kể cho mọi người nghe. Tại là đầu tiên là nó đau cái lưng, xong rồi đi chích thuốc. Chích thuốc quá thì nhiều luôn. Cái vậy 2 giờ luôn. 2 giờ đi ra bệnh viện ở gì thành phố Định Hình đó. Đi 3 bữa mà 12 triệu. Nói bác sĩ ơi, giờ ba bữa 12 triệu, giờ con hết tiền. Bác sĩ nói hết tiền đi về. Hết tiền đi về, không thôi đi về, về luôn. Cuộc đời bình mãn rồi, cho về luôn. Về tới nhà. Ông nói, ông chào ông nhà, ông nói ở nhà ông kiếm đất, rồi về nằm. Bây giờ cũng chưa có nằm, là có 5 ngày gặp cô 2, cô 4, cô 5. Đến là tiếp nhận Chúa, là Chúa nghe nhận chữa lành. Cảm ơn Chúa là Chúa nói chưa đi đường cuối là bởi vì Chúa là không nhúc nhích được. Xong mà có khi nói xin lỗi đi tiểu à dở 2 giờ lên dở lên vậy là cái vô nhỏ thì nhiêu thì thôi chứ không phải vô cao mà vô nhỏ vậy dở lên rồi la không muốn bỏ cái nhà luôn mà không bỏ cái nhà đau mà không dám uống nước một ngày không dám uống nước nửa ly nữa sợ chứ không dám uống nước tiểu là được mà không dám ra uống nước nữa sợ đi tiểu không có ngừng rinh không có người rinh lên mà lúc cái vô do không có người rinh mà rinh khi rinh lên đó thì đau quá không dám uống nước cho nên khô càng dữ lắm chẳng may gặp chị hai cô tư cô năm này kế tiếp nhận trước đó là cô mà cô có cái hồi xưa kia hà nói đạo Phật là mình nói mình theo đạo Phật mình nói trong miệng nói trong lương tâm chứ cũng chưa tới chùa gì hết là chỉ trong lương tâm mình theo Phật vậy thôi. Mà khi mà cô Tư đến cầu bao lâu thì cô được đi đến nhận hai là đi luôn. Đâu có mấy bữa cái cô Tư Điền á, cô Tư Điền nói cầu nguyện gì cái cô Tư Điền ấy, 2 giờ này lên, bước lên, là 2 cái giờ này là lên 1 cái giờ cái bắt đầu bây giờ căng lên em. Không uống viên thuốc nào ở Chúa chữa thôi không.